Cái dòng của con Kabuto, cái dòng của con Kabuto này mà đi chứ con Gokitsu á, con Gokitsu là nó đá hàng ở hai con, thì nó vẫn hồi được 12% HP. Nó coi thử cái thỉ này HP sau này cũng tăng top, nó cũng quýnh hai con HP sau này con này chỉ cho con cái thỉ này cho con Gokitsu xài ngon. Gokitsu đá được hai con, đá trực tiếp hai sát thương, tại vì con Gokitsu đá hàng dọc mà, nó đá hàng dọc là sát thương là hai con đúng không. Tiếng sau để đồ con Sam để nâng đồ con Gokitsu làm DPS. Đúng rồi, nâng đồ cho Gokitsu đi em. Gokitsu đá đầu lắm, mẹ Gokitsu lấy sư kỹ đá đam hơn Sam nhiều. Thì này mấy cái đồ trang bị này mẹ cho con Gu, mẹ cho con Gokitsu thì mẹ nhức nách luôn. Miễn sát thương phe 10, trị liệu 10, full 3 sao luôn. Mà sao không dùng ở ra Gokitsu là phải rã hai cái thỉ tím này nâng vô món đồ này là cái chắc rồi. Rồi. Chày. Chạy thì bình thường, chạy thì để cô thử thỉ này lấp lánh hay gì đây. Ngoài mày, ông này nâng hơn thế nhờ, ông này nâng toàn đồ dòng ẩn không nhờ. Trước khi bị tấn công, nếu tốc độ thấp hơn kẻ địch sẽ nhận 12% miễn thương. Nếu tốc độ thấp hơn kẻ địch. Mà cái dòng này là dòng tốc độ mà. Ủa? Hóa ra dù sao ta cái thẻ này nè mà sau này mà ra dòng ẩn á, chuyển 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 thẻ dòng ẩn qua cho mấy con khác, tại vì cái set này là cái set tốc độ, cái bộ này là cái bộ tốc độ này chỉ cho mấy con đi cuối cùng mà để sau cũng được tấn công đi sau bị ao tốc thì dạ, bị cái này là bị ao tốc thì mới ngon. Cái này là bị ao tóc xài mới ngon. Ôi hôm nay đồ đồ lấp lánh, nhiều quá ta. Có phôi không? Có phôi tăng sao không? Có phôi tăng hôm nay hiện lên cường hóa nè. Ôi xong tăng luôn đi trời. Thì bố chợ. Để rồi, câu chết từ từng con, chết trang bị thử. Wow. Miễn thương thi đấu rồi mới ạt thể tăng sao nhiều dữ vậy. Hoài má Sam full luôn à. Rồi má ạc sao ạc gì đâu mà cụm dưới gì đâu mà người chơi mà không có thỉ lấp lánh luôn trời. Buồn gì? Má người chơi hệ chỉ số. Trời mẹ 3% phần trăm. Rồi 3 vòng bảo kích luôn không? Rồi không có mẹ. HP tào lao, Rồi tấn công, được này 3% phần trăm tấn công. Thường á nha, thường nha, cái này tôi giải thích nha, cái này mấy ông thử nha, cái này đã có người thử rồi. 3 vòng tấn công nha, 3% phần trăm tấn công lực chiến sẽ không cao bằng 2% phần trăm tấn công với lại 1 vòng tấn công thường. Mấy ông thử nha, cái này mấy ông thử nha, cái này tôi đã thử rồi, tôi có đang có cái thẻ gì luôn á, và có một số người đã thử cái này rồi, tôi nói vậy thôi. Bạo kích, oai Sam 2 vòng bạo kích là ngon rồi, 2 vòng bạo kích 2 vòng tấn công được này ngon, này sau này sử dụng cho được con Sam mày xài cái gì là ổn rồi. Mà sao không có thỉ lấp lánh nè, không đầu tư thỉ lấp lánh nè, không đâu không 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 đầu tư thỉ lấp lánh nè. Có 3 vòng tốc không, tăng tốc, có tạo mới được nào. Trời má tạo mới full kim cương luôn mà không ra 3 vòng tốc à. Rồi chiến thần 540 kim cương, để chút nữa tôi vô tôi test vài phát thử. Rã nhầm hết rồi mẹ vãi cước thiệt. Ngoài mặt cụm dưới tính ra bỏ nhiều quá nha, đời ít rồi đời đầu đủ mà tính ra bỏ nhiều quá nha, bỏ đồng đế nè. Rồi ạc này tôi nghĩ là ạc này lý do ạc này tôi nghĩ là lý do out top là đầu tiên luôn, tôi nói là không có bộ rod đó, đầu tiên là không có bộ rod. Để coi thử nạp bao nhiêu rồi đây, để coi thử tôi coi thử nạp bao nhiêu rồi. Rồi nạp gấp gấp đôi tôi luôn mà, 88 triệu nạp gấp đôi tôi luôn. Cái này là hồi xưa tính toán, cái vụ mà tính toán bị sai à. Thứ nhất là bị, tôi nghĩ là đầu tiên là out top là coi thử còn bao nhiêu ví điên. Hoài má ơi 443 ví điên nhưng mà điếu đủ ví xin tôi kỹ.
Ôi mấy 443 phí đi, nhưng mà nếu đủ mấy siêu kỹ rồi má tiếng sau cũng ngồi đủ, cũng phải bỏ siêu kỹ của kỹ sư thôi, cũng phải bỏ siêu kỹ của kỹ sư thôi, sao mà lấy được trời. Mày mấy cái gương này xong mở up lực chiến lên hết đi trời. Cái này đầu tiên là thọt, là đầu tiên thọt là quýnh lộn mê ca lại người ta. Đầu tiên là do không có Kabuto, không có Kabuto là một, à lộn nhầm, không có Boros là một, không có King là hai. Hai con đó không có Boros là không có King còn chơi được. Nó còn mà không có Boros là chết. Không có Boros là gãy. Không có Boros là cái giai đoạn đó gãy. Còn cái thỉ này thỉ gì đi? Ủa cái thỉ này là cái thỉ chọn kỹ năng đặc biệt đúng không? Nếu mà tôi không nhầm. Ủa Phan, cái thỉ mày. Ủa Phan ơi, ông Hoàng ơi, tôi hỏi ông cái ủa cái thỉ này chọn thỉ đặc biệt mà sao ông mở ra ông chọn thỉ đặc biệt ông chơi ông Hoàng? Ủa này là chọn thỉ anh hùng quái nhân mà đúng không? Tôi thử một thỉ nha. Con sau là con quái nhân đúng không? Ờ à, thỉ này mới thỉ đặc biệt, thỉ này thỉ thường. À thỉ này thỉ thường, tôi nói thỉ đặc biệt. Trời ơi. Thỉ này thỉ thường. Tùy chọn một thỉ cấp rồng, một thỉ cấp S. Nhận được thuộc tính tấn công hiệu quả tăng giận dữ. À cái này bình thường, cái này bình thường anh em, cái này bình thường làm tôi hết hồn. Tưởng đâu là cái thỉ cho chọn, tưởng đâu có thỉ cho chọn. Rồi tiếp tục vô thử mua ví đen chưa? À mua gói ví đen rồi, tưởng đâu chưa gom gói ví đen thì quất phát vậy cho nó đứng. Rồi tiếp theo là huy chương. Huy chương thấy mấy anh em bị nâng đều nhiều quá ta. Mấy anh em hình như là mấy anh em không mấy anh em hình như là hồi ngày xưa là mấy anh em đu lực chiến nhiều quá, mấy anh em tăng cái này nó tăng lực chiến chứ đáng ra là nâng cái trường lực lên trước, nâng cái ủng khúc lên level 4 trước, cùng nâng cái này lên level 4 trước nè, nâng nâng cái này lên hai cái này lên level 4 trước nè, rồi cái này lên tiếp theo và cái này lên cuối cùng. À, chứ còn trường lực thì bây giờ thì trường lực mà bây giờ mà để kiếm cái đá bảy màu này, mày cái đá bảy màu này chu vậy cứt mấy ông mà mày cái đá bảy màu này bây giờ kiếm cũng muốn điên luôn á. Mày cái đá bảy màu này bây giờ là tính là kim cương là 2.500 kim cương, mày ắt này là BG 9 đa em trai của BG 7 đa 50 củ được chiến đằng này hơi bị đỉnh luôn á. Nhưng mà ắt này thì ắt này trang bị thì ngon nha, ắt này trang bị thì ngon thiệt, nhưng mà thì bố trợ hơi cùi nha. Thì bổ trợ là thì bổ trợ là tới bây giờ là mà phải có một 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 số thỉ lấp lánh mình chơi nó mới chiến được. Ví dụ nha, ví dụ như nói với con Sam nha, anh nói ví dụ như con Sam nha, mà con Sam này mà cái thỉ S của con Sam này thôi mà mấy anh em chỉ cần có cái dòng tăng bạo kích, hoặc là có cái dòng mà bỏ qua siêu bố khúc thôi, hoặc là cái thỉ con Kabuto này nè, thỉ rồng này nè, đi rồng rồi nha. Mà mấy anh em chơi con kích sư á, mà mấy anh em có cái dòng bỏ qua sự bố cốt, hoặc là dùng cái hồi HP á, hoặc là cái hút máu á, trời má cái thỉ hút máu mày, mà mấy ông cho con cái thỉ mà con Boros mà người tôi hay khoe với mấy ông á, à, tôi á mà ra được cái thỉ dòng lấp lánh hút máu hoặc là bỏ qua sự bố cốt thôi, vì con mẹ con kích sư mày nó bắt tử luôn, mày mạnh phải cứt ra. Không mà thỉ lấp lánh là nó hình như bây giờ nó hạn chế rồi, game bây giờ hình như nó bơ hết bơm thỉ lấp lánh vô server rồi. Ngày xưa nó bơm thì lấp lánh vô server nhiều lắm. Nói thiệt mà ngày xưa mấy ông nào mà nạp từ xưa á, cái thời mà game nó mới bơm thì lấp lánh vô á, trời má nó cho mấy ông chọn thì lấp lánh má hiệu ứng nhiều với cứt luôn. Còn bây giờ thì lấp lánh hình như nó chỉ cho mấy ông là chọn thì cuồng nộ hoặc là chọn chọn thì xấu siêu khúc thôi. Ngày xưa nó cho chọn đủ hết luôn, mà nó chỉ cho chọn tấn công thôi nha, nó chỉ cho chọn thì tấn công thôi. Đó, nó chỉ cho chọn thì tấn công thôi, nó không cho chọn HP. Ngày xưa nó bơm nhiều, còn bây giờ hình như nó hạn chế lại rồi sao, bây giờ nó chỉ cho thỉ cuồng nộ rồi thỉ xấu siêu bút khúc rồi thôi. Gì vậy thỉ này làm gì có mấy dòng đó, thỉ này có mà em có thỉ rồng, chút nữa anh mở ạc con Kabuto cho em coi, chút nữa anh về ạc con anh mở ạc con Boros cho anh em coi, anh có cái thỉ rồng rồi nè, anh có cái thỉ rồng đặc biệt, cái dòng hút máu luôn, chút nữa anh về ạc anh mở cho mấy anh em coi. Thẻ của anh mẹ thẻ đặc biệt, ặc của anh thẻ đặc biệt hơi bị dữ luôn á đấy. Không mà về trang bị thì ngon, trang bị này cái món đồ này nè, anh để cái món đồ này nè, để sau này anh sẽ vô lại, nếu sau này anh có cơ hội anh sẽ vô lại, anh sẽ review cái đâu cái dòng này nè, cái dòng đây nè, sau này nếu mà anh vô ặc này anh sẽ review lại cái dòng khôi phục khi đánh nhóm cái này nè, cái này rất là ngon, cái này sẽ là ngon. Rồi BK thử đúng không,
BK thử một vòng nữa hả? BK thì ạc lại nghĩ là nếu BK thì lấy lực chiến điện người đập VNC rồi. Đây. 25. Anh nghĩ là nếu mà BK thì anh nghĩ ạc này sẽ thua đó. Anh nghĩ là sẽ thua, tại vì bên kia tới có tới hai con phá siêu bất khuất lận. Con Sam với lại con Sam với lại con Sam với lại con Garu. Anh nghĩ ạc này sẽ thua đó mấy anh em. Anh nghĩ ạc này sẽ thua. Để BK, anh nghĩ hạt này sẽ thua, tại vì đầu tiên anh phân tích nha, là con bang bên kia nó sẽ đẩy vô một phát cái đùng là nó xóa ba nộ, là nó xóa ba nộ, ao tóc là một nè, nó xóa ba nộ rồi đẩy vô siêu bất khuất nhanh, là con Garou nó cào nữa, nó không win được, không hiểu à, không win được, không win được. Cái này bị ao hai con chính quá, cái này nếu mà có Boros thì cũng đỡ được, nhưng mà tôi nghĩ là con Kabuto mà nếu như nha, nếu như mà chút nữa tôi xếp con Kabuto, tôi xếp lên ngay chỗ con Giwin thử nó như thế nào. Tôi đổi con Kabuto lên ngay chỗ con Giwin, xong tôi cho con Sam vô giữa. Giwin vô giữa này. Nó treo chứ, nó treo. Chút nữa xếp con Giwin vô giữa như thế này. Không, Kabuto lên trên. Không được, không được, vẫn không được. Này bị ao tướng, này bị ao tướng quá. Kabuto mạnh thiệt á, Kabuto mạnh thiệt, nếu mà như không có con Sam thì bên kia không có con Sam thì quên được. À cũng đúng. Để coi thử coi, thử coi. Là con Sam ông kia chứ, con Sam ông kia ở giữa đúng không? Sam đối diện Sam. À, con chày đúng đây hợp lý rồi nè, nhưng mà tôi tính là để con Yiwin vô giữa, để cho con chày cái này, cho con Garou nó bóp con Yiwin vô giữa, nó chón con ấy lại. Yiwin Stunkin à, Stunkin có phí quá không, Stunkin con kinh có phí quá không, tại vì lượt lượt đầu con bang kia nó xóa ba nộ, mà nếu mà để con chày, nếu mà để con ghi win vô giữa thì chó ngon, không có nộ. Ok, để thử như thế này thử. Ok, để thử 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 coi, để coi thử coi thử 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 coi. Đây, để coi thử. Đậu sau này tới Gogetsu là không cần tóc đâu mấy anh em ơi, sau này tới Gogetsu với lại con Shikin là không cần tóc đâu. Mấy anh em không cần tóc là mấy anh em phải có một con thủ, mấy anh em phải có một con thủ cho mấy anh em câu giờ, mấy anh em đam, ví dụ như Boros hoặc là Gogetsu. Ví dụ mấy anh em coi clip mà con Vlad mà nó đam á, ví dụ như câu giờ cho con Shikin nó nổ đập. Mấy anh em đi DOT, mấy anh em sẽ câu giờ cho con Shikin nó DOT càng nhiều càng tốt, chứ không phải đi trước, là chưa đi trước là auto win đâu, không có đâu. Sau này quýnh tới con Giro hay là quýnh tới con Sikin nó chưa chắc là đi trước ra win đâu, không có câu chuyện đó đâu. Bây giờ thì nó vậy thôi, còn sau này thì nó khác. Bỏ qua luôn hả? Khó. Kabuto mạnh thiệt á, nhưng mà 18 triệu máu mà đối đầu với Sam thì cũng hơi căng. Tại bên kia đi trước, con Sam bên kia nó chiếm trước thì... Ôi, win kìa! Ôi, đẹp! Win kìa mấy ông ơi! Trời ơi! Trời, mấy ông cứ nói thế không à! Mấy ông thấy không? Mấy ông thấy không? Quan trọng là tính năng chiến thuật! Ngày hôm qua mấy ông cũng kêu cái ạc của ông gì? Ngày hôm qua mấy ông cũng kêu cái ạc của ông gì thua rồi xếp đội hình lại cũng win thấy không? Trời ơi! Mày ông Kabuto 18 triệu máu mà! Mẹ sau sau clip này, mẹ sau clip này bữa sau mẹ ông VNC vô đánh nặc này mẹ thu tiếp. Mẹ con Kabuto là chiếm 40% đam. Mẹ con Kabuto chiếm 40% đam, mẹ quải cứt à.
ngon vãi đạn đấy, win ghê đấy, gì đâu mà sắp xếp lại đội hình tí là được rồi đấy. Đấy là ạc rồi, tiếp theo nữa coi. Rồi ok đó, mỹ mãn luôn rồi đó. Con Kabuto này mạnh, quan trọng là con Kabuto này nó mạnh mấy ông, mày chỉ số gốc con Kabuto này mạnh mày cứt ra, con Kabuto này gần 18 triệu máu. Nhưng mà thỉ nó tào lao thôi, thỉ này chưa có chuẩn bài. Thỉ này chưa có chuẩn. Kabuto tự nhiên build đỡ đòn làm gì? Kabuto chừng nào thỉ này mà thỉ đặc biệt là đỡ đòn tăng tăng hiệu quả hồi máu thì mới build đỡ đòn chứ, còn thỉ này cứ lấy HP, HP bổ kích thôi chứ. HP đúng, cái thỉ này chừng nào mà có thỉ tính năng đặc biệt thì mới chơi đỡ đòn thôi, còn thỉ với tính năng đặc biệt là ngon rồi. Coi thêm đồ đi. Đồ đi như đó hả? Hết rồi. Hết rồi, ông năng như đó hả? À. Kho đồ thì cũng đâu có cái để mở được. Như mày sao đồ lấp lánh nhiều vậy? À HP, cho HP lấp lánh. Thằng này không có đồ để mở. Thằng này không có đồ để mở mấy ông ạ. À. Thằng này hết đồ để mở rồi. Đấy, thằng này hết đồ để mở, hết vé rồi. Rồi ok, xong mặt của em trai BG 7 đa, mặt BG 9 đa đó, thắng thắng ngon lành luôn. Mày xin mở hết kho, mỹ kho này có mở gì đâu, con này toàn đồ mảnh trộn huy hiệu, mảnh dù nhân du hí. Cái này là gì? Level 60 nhớ mở mảnh nhân trang bị, rune huy hiệu, mảnh kỹ vật vắc ximen ba lỗ, đâu có rune trang bị đâu, này với rune trang bị thì mở thì ngon. Rồi ok xong. Đấy, quýnh BK mạng nhãn nhưng mà hạt này sau này để vô coi thử, sau này vô coi thử cái trang bị này, trang bị này ngon. Cái dòng này ngon, cái dòng này BK mà cho con Google kích sư đồng phủ đầu thì ngon, mày đỉnh thế cứ. À, không có hàng mở,